bây giờ sợ luôn kìa. Dẹt luôn hả? Có cho dẹt luôn hả? Hả? Để em bé này. Ừ, đạm cái, dịch cái, đạm cái, dịch cái. À vậy hả? Dẹt sao con? Con biết không? À dẹt sao? À nói dẹt đi hả? Dẹt thành cái khăn luôn hay quá vậy. Thôi quay qua con nhiều khung quá hả? Nhưng mà làm sao dệt được cái này? Cô phải xỏ vô cái sợi mới ra chứ hả? Đâu, xỏ gì? Kìa, người ta dập cái cây đó không? Cái cây lên xuống dưới này. Cái cây luôn này. Lên mạng coi Google coi. Bật qua, bật qua, bật. Dễ thương quá. Ủa cái này cái đặc ấm luôn á. Mày em thử đừng có đạp qua nó như sao. Mẹ nghe.